Trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng đang được đẩy mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai. Trong phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo vào ngày 14 tháng 8, nhiều biện pháp mạnh mẽ đã được thảo luận nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng và Ủy ban kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 308 tổ chức Đảng và hơn 11.000 đảng viên. Đặc biệt, ban chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, thu hồi gần 7.750 tỷ đồng từ các vụ việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm các sai phạm và hoàn thiện thể chế để đảm bảo công khai, minh bạch trong việc kiểm soát tài sản và thu nhập của cán bộ quyết tâm này là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết không khoan nhượng với tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng trên toàn quốc